kênh Khám Phá Nhà Đẹp. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là hệ sàn bê tông siêu nhẹ kết hợp với nhà khung thép tiền chế. Công trình này do GEC thi công tại của chủ đầu tư là Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế. Địa chỉ của công trình tại 72 đường Tây Mỗ. Các bạn có thể thấy được trong công trình này ấy. Tôi thi công hết hệ thống kết cấu tầng thép chính. Rồi thì chúng tôi bắt đầu là đang giai đoạn tôi bắt đầu lắp sàn bê tông siêu nhẹ của chúng tôi ấy, được tổ hợp từ các dầm cao 14 cm. Công trình này của chúng tôi thì với quy mô là 600 m² một sàn. Các bạn có thể thấy được rằng là cái phương pháp làm này của chúng tôi là rút ngắn thời gian một cách tối đa, hiệu quả và rất kinh tế cho các bạn, là các anh chị mà muốn làm nhà thép hay là nhà công nghệ châu Âu của chúng tôi ấy, thì nó thi công rất là nhanh, bền vững, thay thế cái hệ sàn đất hay là sàn các sàn bê tông siêu nhẹ khác. Bởi vì cái sàn của chúng tôi ấy, là cái hệ sàn mà nó mang tính toàn khối và thi công rất là nhanh. Sàn này là sàn toàn khối các bạn ạ. Giá thành thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tham khảo giá cho chúng tôi, để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn về mặt kỹ thuật cũng như là giá thành để mà giúp cho công trình của bạn, các bạn bền vững, thi công nhanh, giá thành hợp lý. Cảm ơn mỗi nhà bạn thích để cập nhật liên tục trong những video tiếp theo. Cùng cả team và follow để chiêm ngưỡng nhiều mẫu nhà nổi bật và đặc sắc nhất.